Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 127, đề bài như sau. Sự tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận diễn ra liên tục, nhưng sự thải nước tiểu ra khỏi cơ thể chỉ xảy ra ở những lúc nhất định. Có sự khác nhau đó là do đâu? Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đọc thật kỹ các thông tin có trong mục 2 la mã thải nước tiểu trong sách giáo khoa trang 127. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi vào lời giải chi tiết. Sự tạo thành nước tiểu diễn ra liên tục, nhưng sự thải ra khỏi cơ thể lại không liên tục và chỉ vào những lúc nhất định. Có sự khác nhau đó là do máu luôn tuần hoàn qua cầu thận nên nước tiểu được hình thành liên tục, nhưng nước tiểu chỉ được thải ra ngoài cơ thể khi lượng nước tiểu trong bóng đá lên tới 200 ml, đủ áp lực gây cảm giác buồn đi tiểu, và cơ vòng ống đái mở ra phối hợp với sự co của vòng bóng đái và cơ bụng để giúp thải nước tiểu ra bên ngoài. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 2 trong sách giáo khoa sinh học 8, trang 127.